thấy rất là vui và phấn khích khi được nhận những cuốn sách từ những anh chị. Cuốn sách này sẽ giúp ích cho em được rất nhiều về cuộc sống và xã hội, giúp em học hỏi hơn, hiểu biết nhiều hơn ạ. Tôi mong muốn rằng là sau cái chương trình này thì các bạn đoàn viên thanh niên của huyện cũng như những người dân trên huyện đảo sẽ đón nhận và thu nhận được nhiều các cái kiến thức mới từ những cuốn sách và từ cái hành trình từ trái tim, để làm sao mà các bạn có những cái chí để khởi nghiệp, cùng phấn đấu để đi lên, cũng như là tập đoàn Cà phê Trung Nguyên đã khởi nghiệp cho 3 triệu thanh niên Việt Nam trong cái thời gian vừa qua. Đối với ý nghĩa của chương trình, tôi hiểu rằng chương trình muốn mang những điều tốt đẹp đến với thanh niên trong toàn quốc, muốn truyền tải những cái thông điệp có giá trị ở trong cuộc sống đến với tuổi trẻ. Và qua những cái thông tin đó thì tuổi trẻ sẽ có thêm được kho tàng tri thức cho bản thân mình để giúp ích mình phát triển trong cái tư duy cũng như là phát triển trong cái hành động để hướng đến phát triển kinh tế cho cá nhân cũng như là quốc gia.